Ok, hello, xin chào các bạn nha. Thì tiếp tục ngày hôm nay mình sẽ lại tặng cho các bạn hai cái hạt random nha. Hai cái hạt ngẫu nhiên mỗi ngày. Mình sẽ tặng cho các bạn hai cái hạt 7k mỗi ngày nha. Thì đây là cái shop của mình, shop artbot.com. Các bạn nào không có hạt chơi thì nhớ vào cái shop này mua và ủng hộ mình trong dịp Tết nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì mỗi ngày mình sẽ tặng cho các bạn hai cái hạt ngẫu nhiên miễn phí. Thì ngày hôm nay cũng vậy, mình sẽ mua một cái hạt 368 này. Đó. Với lại thêm một cái hạt nữa nha. Thì các bạn nhớ giới thiệu cái shop này cho bạn bè mua cái ạc để trải nghiệm liên quân kỳ Tết này nha. Và có thể ủng hộ mình, sắp tới mình sẽ tạo event cho các bạn xem. Ok, đây là hai cái ạc ngày hôm nay mình sẽ tặng cho các bạn nha. Nhớ ủng hộ mình nha, còn bây giờ thì vào clip. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video hoàn toàn mới, không phải về ngũ hành nữa anh em ơi. Ngũ hành hổng gài làm khá là nhiều rồi. Hôm nay mình vừa nhận một cái ý tưởng mới, đó chính là mình sẽ làm về top 5 vị tướng đấu sĩ cũng như là 18 ca vàng. Mà những cái vị tướng này thường xuyên xuất hiện ở trên đường top, đường Kasa, Tạch Hằng, các thứ. Thì để xem cái vị tướng nào sẽ mạnh nhất nha anh em ơi. Thì mình sẽ lên full năng luôn đi. Lâu lâu là một cái clip về những vị tướng này lên full năng một cái nha. Đó, thì vị tướng đứng ở vị trí thứ 5 của chúng ta là cái vị tướng Quy, Quy bánh bao. Mình quen thuộc với cái vị tướng này mỗi khi gọi là Quy bánh bao rồi anh em ơi. Để xem cô ấy làm như thế nào mà đứng được ở vị trí top 5 nha. Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Các bạn đã xem video nhớ like và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem luôn giúp mình nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn nha. Đây, để xem cô ấy sẽ làm như thế nào mà đứng được ở vị trí top 5 đây. Quy mà. Quy mỗi đòn đánh tay của cô ấy thì cực khốn đấy. Tại vì võ sĩ mà anh em ơi. Bánh bao thì treo sức ngực này nồi rồi. Mình không có ý định nghĩ bậy nha. Bánh bao rõ ràng mà. Trong cái clip đấy, cô ấy cầm trên tay đấy. Ui giời, nhanh đó. Thì những đòn đánh tay của cô gái này thì full đồ thì đánh cực khốn luôn. Đi solo đường Kasa thì cũng rất là mạnh anh em ơi. Nên anh em cũng có thể yên tâm đưa cô gái này đi thủ đường Kasa nha. 20 giây. Wow, 20 giây khi cô ấy hoàn thành xong cái nhiệm vụ đứng ở vị trí top 5 với 20 giây thời gian thì hợp luôn. Quá hợp luôn, hợp mạng, hợp lý, hợp tình. Tình lý gì êm luôn, ngon ngon luôn. Ok, trước cái vị tướng Quy thì sẽ là cái vị tướng Ego của chúng ta. Vị tướng này cũng là 18k vàng và mình cũng sẽ lên cho nấy cái full nan Fenrir. Đấy, mình sẽ lên full nan. Thử xem anh ấy sẽ hạ vị tướng Gildu trong vòng bao nhiêu giây mà đứng được ở vị trí top 4 nha anh em ơi. Đây, chuẩn bị sẵn sàng let's go luôn này. Thì đặc điểm của cái vị tướng Ego này thì solo cũng khá là mạnh ở vị trí đường Tà Thần. Clip của mình ngày hôm nay thì liên quan những cái vị tướng mà solo mạnh thôi anh em ơi. Những cái vị tướng này có cái độ về cấu ghẻ cao, hút máu và cũng có thể chạy được nha. Vị tướng Quy khi nãy cũng chạy cưa được. Mà khi full đồ thì cho quò luôn. Mà cái clip của mình hôm nay thì mình làm về thiên về giải trí nó hơi nhiều nên mình lên full anh nha. Ấy, cái vị tướng Ego của chúng ta hoàn thành xong cái chỉ tiêu của anh ấy thì chỉ như thế thôi anh em ơi. Mà đứng được ở vị trí top 4 thì mạnh luôn. Quá là mạnh. 18k vàng mà, ghê luôn ấy. Không phải dần vừa đâu. Ok anh em ơi, tiếp theo vị trí top 3 thì sẽ là Jenna. Ego xong là phải có Jenna. Thì cái vị tướng này cũng là cực mạnh ở trên cái đường solo, cũng 18k vàng, mình cũng sẽ lên full nan. Thì để xem cô ấy sẽ hạ bao nhiêu mà đứng được top 3 nha, cùng mình xem luôn nha. Jenna bây giờ thì hiện đang rất là chuộng ở vị trí top đấy chứ. Jenna dưới Vegas đấy. Hai cái vị tướng này, hai vị tướng nữ thì khá là chuộng ở cái vị trí top. Tại vì về cái độ solo cấu ghẻ thì cũng cao, dưới đẹp nữa anh em ơi. Nên khá nhiều bạn chọn nha. 14 giây, wow, vị tướng Jenna của chúng ta, nhanh đó chứ. Chỉ như thế thôi mà đứng được ở vị trí top 3 thì kinh rồi, kinh nhờ. Ê, vị tướng đấu sĩ mà 18k vàng thì được 3 vị tướng rồi này. Ok, tiếp theo. Vừa mới nhắc luôn anh em ơi. Vừa mới nhắc Vegas thì có ngay Vegas đứng ở vị trí top 2. Mình cũng sẽ lên full anh thì để xem cô ấy như thế nào mà đứng được ở vị trí top 2 nha. Thì Vegas thì cái độ solo bây giờ thì mạnh luôn. Vào là chắc auto cấm trong sắp tới đấy anh em ơi. Không biết sao mà dạo này Vegas nó mạnh như thế không biết. Vào mình tưởng nó bắt tử không chứ.
mà lọt vào tay những cầu thủ á nha. Vị tướng Vegas này mà có ghẻ mỗi đam mà mỗi khi full đồ thì khá là kinh đấy. Đấy anh em thấy, có thể thấy nè, chỉ với 10 giây thì Vegas cũng đã có thể chấm dứt được cái chết của cái vị tướng Guido rồi. Thì khá là hợp lý, đứng ở vị trí top 2 đúng rồi không anh em nha. Vị trí top 2 thì khá là phù hợp luôn. Ok, chỉ còn cái vị trí đầu tiên thôi. Mà vị trí đầu tiên thì mình sẽ đưa cái vị tướng Lorenzo vào. Tại vì anh này cũng là 18k vàng, cũng rất là sói ca, đẹp trai các thứ. Nhưng mà như thế nào mà anh ấy lọt được vị trí đầu tiên đây? Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Lên full anh luôn này. Như thế nào mà lọt được ở vị trí đầu tiên đi sư phụ? Đây, không biết như thế nào đây. Vị trí đầu tiên thì mạnh cực luôn ấy. Thì để xem bao nhiêu giây nha anh em ơi. Anh em đang xem video nhớ like và chia sẻ video này giúp mình luôn nha. Giúp mình chia sẻ để mình có lại viewer và đề xuất video nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn nha. Đây mình sẽ đợi login lên Iguidu chứ. Mạnh lắm đó. Thì tưởng này hiện giờ solo cũng mạnh lắm đó. Đây để xem mau dự dây sát thương chuẩn này. Ui giời sát thương chuẩn. Wow. Ui. Quái gì vậy? What the hell? Anh em ơi. Nhanh vãi đái luôn. Thiệt luôn. Nhanh thiệt sự nhanh. 4 giây. Rồi trời. Đâm một lát một xíu thôi. Ui giời. Vậy là không còn điều gì để chia sẻ trong cái video ngày hôm nay của mình cả anh em ơi. Ui giời, những cái vị tướng này quá mạnh rồi. Anh em đang xem video nhớ like và đăng ký kênh giúp mình luôn nha. Nhớ chia sẻ video này cho bạn bè và nhiều người cùng xem nha các bạn ơi. Nhớ giới thiệu cho nhiều người cùng đón xem nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau nha. Có ý tưởng gì thì nhớ bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha. Oh, 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 oh